Fukuzawa Yukichi, nhà tư tưởng hàng đầu của Nhật Bản được in trên tờ 10.000 yên. Fukuzawa Yukichi là một tác giả, nhà văn, giáo viên, dịch giả, doanh nhân, nhà báo và nhà lãnh đạo Nhật Bản, người đã thành lập Đại học Keio, Jiji Shinpo, một tờ báo và Viện Nghiên cứu Bệnh Truyền nhiễm. Lịch sử biết đến Fukuzawa Yukichi như một nhà cải cách chính trị xã hội, nhà giáo dục tiên phong, nhà tư tưởng tiêu biểu của Nhật Bản vào cuối thời kỳ Edo, đầu thời kỳ Minh trị, thời điểm dao động với nhiều chuyển biến lớn trong lịch sử Nhật Bản. Tư tưởng của ông đã ảnh hưởng sâu đậm với phong trào canh tân ở Nhật Bản vào cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20, tạo nền móng cho Nhật Bản trở thành một cường quốc trên thế giới. Fukuzawa Yukichi sinh ngày 10 tháng 1 năm 1835 tại Osaka trong một gia đình samurai nghèo. Năm 1836, khi ông mới lên 1 tuổi, cha mất nên cả gia đình đã phải bỏ Osaka mà về lại Nakatsu. Ngay từ nhỏ, ông đã bộc lộ những tài năng của mình. Năm 1854, Fukuzawa rời Nakatsu lên Nagasaki với ý định học kỹ thuật pháo binh chế tạo thô súng theo khoa học châu Âu. Và một năm sau, ông tiếp tục lên Osaka theo học thầy Ogata Koan, một học giả Hà Lan có tiếng lúc bấy giờ. 3 năm sau, khi ông 23 tuổi, Fukuzawa tòng lệnh của lãnh chúa Nakatsu lên Edo mở trường tư thục. Ngôi trường đó là tiền thân của trường đại học Keio ngày nay, một trong những trường đại học tư với uy tín hàng đầu của Nhật Bản. Đây chính là nơi đào tạo nhiều nhân tài trong các lĩnh vực chính trị, khoa học, giáo dục, hạt mầm cho lớp tri thức tiên tiến của Nhật Bản lúc đất nước chuyển mình sang thời đại mới của triều Minh trị. Năm 1860, nhận thấy thương thuyền Hà Lan không nắm vai trò ưu thế, mà đúng ra là các thương thuyền Anh, Mỹ, nên ông quyết định chuyển sang học tiếng Anh, lên tàu có tên Karin Maru để tới Mỹ tiếp cận văn minh tại nơi đây. Năm 1862, ông được cử đi châu Âu học tập và sau đó năm 1867, ông quay lại Mỹ. Trong thời gian này đã giúp ông thu nhận kiến thức rộng rãi, ảnh hưởng đến những quyết định tư duy và phương thức cách tân Nhật Bản của ông sau này. Với kinh nghiệm học được từ người phương Tây, qua sách vở và những chuyến thị sát, ông đã nhiệt huyết truyền bá những tư tưởng tiến bộ bằng mọi phương tiện như dịch sách, viết báo, giảng dạy. Fukuzawa Yukichi tách mình ra khỏi biến động chính trị vào cuối thời Mạc Phủ Edo, chú tâm vào việc giáo dục, phổ biến những giá trị phương Tây. Với tài năng văn chương, tầm nhìn sâu rộng và nhận xét sắc bén của ông đã lôi cuốn sự chú ý của giới trí thức lẫn bình dân. Bản thân ông đã tiên phong nêu gương đề cao tinh thần độc lập, thực học và bình đẳng. Tài năng và nhân cách của Fukuzawa Yukichi thăng hoa cùng với những năm tháng của cuộc cải cách Minh trị Duy Tân. Ông đã để lại nhiều tác phẩm với số lượng lên tới hàng vạn trang. Trong đó, tiêu biểu phải kể đến là năm 1872, ra mắt cuốn sách Khuyến học vấn Gakumon no Susume, Văn minh luận tri khái lược Bunmero no Gairyaku, Phúc ông tự truyện Fukuo Jiden. Dù ông không phải vua chúa hay võ tướng lỗi lạc của đất nước mặt trời mọc, nhưng lòng biết ơn của người Nhật đối với Fukuzawa được thể hiện qua việc hình ông được in trên tờ tiền 10.000 yên, tờ giấy bạc có mệnh giá lớn nhất của Nhật. Tính đến nay, mới chỉ có hai người là Thái tử Sotoku và Fukuzawa Yukichi được chọn để in lên tờ tiền này. Lý do Fukuzawa Yukichi được chọn cho tờ 10.000 yên được công bố chính thức trên trang web của Bộ Tài chính như sau. Là người có nhân phẩm phù hợp với tờ tiền mệnh giá cao nhất. Ngoài ra, ông còn là người nổi tiếng không chỉ ở Nhật Bản mà còn cả ở quốc tế. Là người có đóng góp nhiều cho nền văn hóa thời kỳ sau Minh trị. Ngoài ra, những câu nói bất hủ của Fukuzawa Yukichi còn được liệt vào 30 câu nói sống mãi với thời gian của toàn nhân loại như: trời không sinh ra người để ở trên người, trời không sinh ra người để ở dưới người, tất cả đều do sự học mà ra. Nếu bạn muốn biết thêm về văn hóa, công nghệ, con người, giáo dục và nhiều điều thú vị khác của Nhật Bản thì đừng quên like, share và subscribe nhé! Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.